Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay phải nói là một cái video rất là đặc biệt và một cái con diều cũng rất là đặc biệt. Phải các bạn ạ, và cái con này cũng không phải của mình mà con này là của một anh khách mà chính tay mình là chính tay mình lên các bạn ạ. Một con diều không để cho anh em phải thắc mắc nhiều. Một con diều đây chính là con diều chính Mỹ anh em ạ. Một con diều chính Mỹ được in nhiệt hình đám cưới chuột. Chính Mỹ được in hình đám cưới chuột dành cho anh Phương nha các bạn nha. Anh Phương ở Hải Phòng trước đây đã lấy con vuông trước đây đã lấy con Hai Bà Trưng của nhà mình rồi đấy. Bây giờ tiếp tục đến con 6m8 này, con kia nó là 6m, còn con này nó là 6m8 anh em ạ. Rất là rực rỡ luôn đấy, phải nói là quá rực rỡ. Và con này thì được sử dụng là full compact và đuôi, nguyên bộ đuôi đây, ra đây mình sẽ cho các bạn xem. Nguyên bộ đuôi này thì nó bằng con diều 4m rưỡi rồi các bạn ạ. Full 4 cây vai, đuôi cũng phải có vai. Và đuôi là 3 khúc luôn chứ không phải là 2 khúc các bạn ạ. Đấy, full vai si. Full vai si và nan vàng. Nan vàng VIP ở trong này các bạn ạ. Đấy, nói chung là làm con này, làm một con này rất là ươn. Cực kỳ là ươn. Và đây là cũng là con đầu tay đầu tiên của mình mà gọi là phá kỷ lục 6m. Mình đã làm 6m rồi, đây là con 6m8. Và sau này không biết là còn cơ hội nào để lên con to nữa không. Đấy, nhưng mà trong cái video ngày hôm nay thì tạm thời là mình sẽ cho các bạn xem cái con diều này. Đấy, tí nữa xong xuôi mình sẽ dựng lên. À, con này đi kèm cùng với lại con diều này. Anh em đang lắp ở đây. Bên này chúng ta sẽ có một cái dàn. Đi kèm với lại đây là bếp bóng rồi. Bếp bóng. Một dàn bò anh em ạ, một dàn bò D100. Một dàn bò D100 để cho chiếc diều 6m8 của chúng ta cõng. Dàn bò này cũng khá nặng, khoảng tầm 3 cân anh em ạ. Đấy, thì nó mới đủ độ để cho con 6m8 này lên được các bạn ạ. Đấy. Anh Toàn ở đây đang thi công lắp lốt cái bẹn kia. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở bãi biển này. Gió nó cũng không được to lắm đâu, nhưng hy vọng là tí nữa sẽ test được cho nó lên. Đấy. Cái mục đích chính mà mình muốn ở đây là con diều này nó phải lên các bạn ạ. Thì mình mới phi ra tận ngoài này để có cái cơn đi sang bên này cho sáng. Để có cái cơn gió biển này để test các bạn ạ. Quả cái nói là quá là to luôn. Xin lỗi, bay vô tem rồi. Không biết mài cái gì. Một quả cái 3K anh em ạ, 3K xoắn nhé. Quay gần đây cho các bạn xem. Bát trống và cái 3K xoắn. Riêng cái neo này là ngày hôm nay mình đang buộc tạm để test, và sau đó thì sẽ phải buộc lại cho nó chắc chắn hơn nha các bạn nhé. Quả chân cắm sáo hơi uy tín luôn anh em ạ. Quả này là một cái tiêu vừa sáng ra nhà bác chồng lấy không? Con này thì quá bạo lực luôn các bạn ạ. Cực kỳ bạo lực. Đang chờ một cơn gió phải nói là cực kỳ là to. Thả đến mấy giờ? Dạ. Thả đến mấy giờ? Con chưa thả, con giờ con mới lắp ạ. Tí có thả không? Chắc là khó ạ. Nên để chốc nó ra. Vâng. Ở đây có một bà cũng khả năng là rất là đam mê cái bộ môn diều hay sao ấy. Mê mà. Bà ở gần đây ạ? Vâng. Tí tớ ra. Dạ vâng. Con diều chính Mỹ phải nói là rất là to. Nói chung là ở nước mình thì nhiều, rất là nhiều, không thiếu gì con diều to 7, 8, 9, 10 mét có. Thế nhưng mà con chính Mỹ to như thế này thì đây mình nghĩ là nếu mà nó không phải là con thứ nhất thì nó cũng phải là con thứ hai các bạn ạ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ đây nó là con thứ nhất rồi và con đầu tiên. Và nói chung là mình cũng con thứ nhất cũng như là con đầu tiên hả? Con thứ nhất cũng như là. Kéo bên này nữa anh ạ. Quá to luôn các bạn ơi, đi sang bên này để cho các bạn quả đuôi. Quá to luôn. Quả đuôi cực to các bạn ạ. Mình nằm ở trong này là vừa ấy. Một quả yếm này nó bằng cái chiếu rồi. Quả yếm này bằng cái chiếu rồi. Rồi, đi đây, đi cơ. Được rồi, hạ xuống đi anh ơi. Được chưa, quay được chưa? Được chưa? Anh túng nhưng mà kiểu đứng để che không nhìn thấy đuôi ấy. Ôi trời ơi. Đó, anh ba đã giao diều thành công rồi nha. Lắp xong rồi anh em ạ. Giao tận nơi luôn. Giao tận biển giao diều luôn, quá nhiệt tình luôn. Trước tiên cứ chơi con cửa đỏ sao vàng, chắc hẳn. Ok chưa bác? Đó này bên kia lên được con này không? Con này á,
nó đùa nó lên thì nó có chỗ buộc rất nguy hiểm. Vâng, đúng rồi. Nó lôi anh em mình ngã ngửa hết với nhau ấy. Kéo cái dây kia vào kìa. Từ đây người cơ mà, từ nhiều người cũng cầm trong tay cũng là sụp đổ. Anh mang con cờ đỏ sao vàng đây. Đây, cứ chờ chú lên là chiến đấy. Anh em ơi, sau khi bàn giao con này xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đâm cái con cờ đỏ sao vàng kia để thử gió đầu tiên. Thế nếu mà gió nó ok ngon lành thì bắt đầu mới cho được con này lên. Các bạn ạ, phải nói là con này nó quá là to và cầm nó hơi bị vất vả các bạn ạ. Chopi ơi, mang cho con Chopi. À Chopi à? Chopi. Không phải. Thế con gọi là gì? Chopi. À Chopi, diều to không? Thế này đủ to chưa? Nó đòi con 12 mét cơ anh ạ. Đấy, dịch dỡ đấy. Ở đây là... Các bạn mình ra đây thì rất là may mắn khi là có rất là đông các bác giúp đỡ mình để ví dụ như nếu có gió để thả con này. Đấy. Chứ còn tầm cỡ như mình thì là chịu rồi. Đấy, các bác ở đây ít nhất cân vội tầm 80 cân anh em ạ. Đấy thế cho nên là thoải mái. Lông to đó. Quá dỡ luôn. Cờ đỏ sao vàng hoa kèn. Nó kêu ói à. Là nó kêu ói à. Kéo kéo cần cần vào ấy. Đấy, nó không nào mà có rông nhỉ? Quá đẹp luôn. Rông một ngày luôn nhỉ? Là toàn quay nhá. Vâng. Anh em tôi đang nhả cong đuôi con này ra. Tại vì con này nó cong quá các bạn ạ. Anh phải đi làm đi. Đấy, em đưa rồi. Minh Thư ơi, con chuột quay con chuột quản lý coi nhá. Dài dài rơi ra đến tận ngoài kia, giáp với bờ đá luôn. Cái này đúng không? Con này bị sáo lên, dính được đâu rồi. Đây là quả sáo lớn đúng không? Dây ngắn này thôi anh. Dây của anh. Dây, em có thể cho lui vào cái bảo tường kia đi. Ngày nào anh em mình đu theo kiểu đúng phong cách của anh em mình luôn. Một cái đèn này không, nó không sáng anh. Khả năng nó bị đứt, kẹo lắm. Bảo anh ấy chạy tít vào anh ạ. Không phải ngại. Hết cỡ, 6 chia lít rồi. Nào. Cái gió là như này nhá, nó theo cái hướng. Đúng này không? Giờ anh kéo cầm dây nhá. Không phải kéo anh. Kéo lại nhá. Ây ạ. Nào hôi nhá. Chỗ này hơi cao. Anh cứ chạy đi. Thôi, đừng chạy nhá, không nhá. Anh cứ chạy đi. Bảo anh chạy thì mới có đà lên. Anh ai cứ chạy nhá. 1, 2, 3, chạy lên. Anh em chạy lên thôi nữa. Ok đấy. Chưa đủ lực cho nó kêu. Nó nói. Nó bé quá. Gì? Sao gì? Dạ. Bác thả diều nó không cần chạy luôn, bác đứng yên một chỗ bác giật thôi. Bắt đầu mút đấy. Chả đây bạn, không có gì đâu. Bây giờ anh dội nước bước tắt gần hết nhanh. Chưa đủ lực chơi sáo nó kêu. Ôi, hôm nay gió thì còn lại còn nó được bình thường. Lấy lại lấy lối. Có sao nó cắm đầu không? Có gió nó. Ủa? Đang đòi dây đấy. Nó đang đòi dây.
Đấy, đúng rồi, đi lên một tí, thậm chí mình có lối để mình còn nuôi. Đúng rồi. Ôi sao, sao buộc lòng rồi. Đào chưa đủ dây. Đào kiểu chưa đủ dây. Còn nếu mà đào trên nó không có gió nó lưng biết ngay. Anh cứ thả thêm đi, nếu mà không có thì mình sẽ kéo. Ok anh em ơi, nếu mà tí nữa có gió thì mình sẽ đưa con kia lên. Còn không được, không có thì phải chịu thôi. Lên rồi đấy, giờ nó lên rồi đấy. Lên mà. Không, em thả chả bao giờ em kiểu thả từ từ cái này đâu. Hơi đau tay. Trên nó không có, nó không hút được đâu. Tầm đấy thôi em ạ, chứ không có dây đâu. Tại thì theo như hôm qua các bạn được biết đúng không? Và hôm nay là ngày thứ hai, buổi thứ hai mình ở đây. Nhưng mà thả diều thích lắm. Khi mà cánh diều cất cánh lên thì cảm nhận là mọi thứ bị phiền cần suy nghĩ có thể là gác lại một bên hết. Vâng. Sau rồi thoải mái xong rồi về. Cái lúc thả thì nó thoải mái như thế, lúc kéo có thoải mái không anh? Lúc kéo thì nó cũng có cái thoải mái riêng. Thoải mái riêng này. Nhưng mà anh em mà cứ xúm vào đoàn kết rồi cũng sẽ có cái thú vị riêng ở đó. Lúc đấy là cần đoàn kết lắm các bạn. Đấy thì chủ yếu trong cái video này thì mình muốn chia sẻ với tất cả anh em là mình có một cái chuyến đi giao diều và test diều ngoài này. Mục đích là như vậy các bạn ạ. Thế nhưng mà nó chưa hoàn hảo được, tại vì chưa có một cơn gió to. Thế cho nên là mình sẽ lại mang về. Đấy, mình sẽ lại mang về. Và sau khi lên ngon lành, ổn định, ok rồi, mình test đủ kiểu, mình sẽ lại gửi ra cho anh ấy. Đấy, các bạn. Mà khi nào thả được con diều này là phải có một cái cơn gió to. Vâng, trải nghiệm nó mới đã. Đúng rồi anh ạ. Nó phải mới đã như thế là to. Chứ mà nó vừa thôi thì là nó chưa được 10 điểm chứ. Nó đủ lên thì nó nhẹ lắm. Nó phải là đủ điểm, lực nó kêu veo veo mới sướng. Anh Phương là người thích trải nghiệm các bạn ạ. Có thể là không kéo được đâu, thế nhưng mà lại cứ thích chơi cơ. Thích chơi, thích trải nghiệm, thích kéo. Cái gì khó anh em kéo cùng. Cái gì khó thì anh lại thích, như mình là khó quá mình bỏ qua, nhưng mà khó càng khó anh lại càng thích. À, như thế. Đến ngày hôm nay chưa diều to nhưng mà chưa dùng cái guồng đâu nhá, cái guồng để mà đu xuống dây đó. Dòng chưa. Tay bò luôn. Tay bò 4 năm anh em mà xuống vào. Vâng. Là kéo là nó vui cũng chỉ 10 15 phút là xong thôi. Con diều đấy nó chấp mấy người không? Con diều. À. Các bạn à, vẫn có một cái câu chuyện mà từ trước đến giờ mình nói với các bạn ấy. Thì ngày hôm nay thì mới được ở đây hai anh em ngồi với nhau để chia sẻ với các bạn. Là anh ấy chơi diều là biết qua hàng con này. Đấy, biết qua hàng con này. Đấy. Thì là bắt đầu mới biết đến diều.
Xong bắt đầu biết đến Diều cái là đầu tiên anh đặt vấn đề với mình là mua về cho con chơi. Anh mua con 4.5 mét là mình nghi rồi. Sao mà anh bảo mua con 6 mét nữa về cho con chơi mình lại càng nghi. Con bé thì lúc đấy chắc chắn là con nghi. Con bé rồi chơi điều to. Chủ yếu là bố chơi anh em ạ. Các bạn ơi, ngày trước thì mình đã đến đây rồi nhưng mà nó là buổi tối. Không thể biết là nó đẹp như thế này được các bạn ạ. Đẹp dã man luôn. Công viên thần thoại anh em ạ. Và ở đây cũng có sơn tinh và thủy tinh anh em. Theo như thằng cháu vừa mà chia sẻ mình, hai ông này đang chiến nhau anh em. Con nó chạy chậm đi nhá. Quá đẹp. Bên kia là mì nương anh em ạ. Mì nương ở bên đấy đang đợi hai ông này đánh nhau xong. Ông hòa thắng thì về mì nương. Đẹp thật. Lắm ạ. Chơi đẹp luôn. Công viên nước. Ôi, đẹp quá. Đây là xin giới thiệu với anh em, đây là sơn tinh, đây là thủy tinh. Nhưng mà vai phản diện lúc nào ở trong phim thì cũng rất là xấu, anh em phải công nhận không? Vai phản diện trông xấu, mắt thâm giật. Mắt thâm giật đấy, đây cho xem. Mắt của thâm kìa. Đúng, ở dưới nước rồi. À, thâm. Đây là băng, nó phải thâm nhá. Thâm. Băng phải thâm. Cưỡi sóng phi lên. Thế ở dưới phi lên là thế bị hạ thấp rồi anh em ạ. Đây mới gọi thế thượng phong, giã từ trên xuống hỏng ngay. Dâng nước lên bao nhiêu là đồi núi là lên bấy nhiêu. Thế chú nghĩ băng này nước thôi các bạn ạ. Đẹp quá. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Sau khi vừa nhà anh Phương ra thì bây giờ tôi đi đến đây rồi. Chơi. Đấy các bạn ạ, đi chơi, đi tham quan ở đây. Mà sau đó thì sẽ khép lại cái hành trình đi chơi của ngày hôm nay. Đi về và để công tác tất cả những cái con diều khác cho anh em. Ok anh em.